cái bây giờ lấy tay có thể nhón tới được túc ngừa cho trẻ em trên Hoa Kỳ FDA, FDA đưa ra về cái chuyện đồng ý thúc ngừa cho trẻ em cho trẻ em từ 5 cho tới 11 tuổi theo của bà bác sĩ, bà nói cho biết hiện tại ngay bây giờ, theo những gì mà đưa ra cho biết, thuốc ngừa ngay bây giờ rất là tốt. Theo của data của Pfizer, nói cho biết thuốc ngừa của họ cho trẻ em là giúp đỡ khoảng chừng 90% trở lên, giúp đỡ chống lại COVID-19. Welcome news to some parents. Đây là một tin rất là tốt cho một số phụ huynh học sinh. Chứ you know, chỉ như chúng ta có thể cho nhiều trẻ em chích thuốc ngừa giống như người lớn. So Và như vậy thì chúng ta có thể gần, gần về cái chuyện trả lời bình thường giống như trước và FDA và CDC đồng ý đâu ra đó có lẽ là thêm một ngày rất là gần đây thôi. Có nghĩa là những trẻ em có thể được chích thuốc ngừa COVID-19 vào tuần sau. Có một số phụ huynh học sinh khác thì họ nói ngay bây giờ họ đang đợi để xem như thế nào tôi đây không có phải là chống lại vì cái chuyện mà không chích thuốc ngừa của con được này thiên và giống như ngay bây giờ thuốc ngừa của con 19 này thiên cho trẻ em nó rất là mới và không biết nó ảnh hưởng như thế nào với trẻ em was... về viêm cơ tim có thể bị ảnh hưởng tim của mình nó nóng và một số người trẻ cũng đang bị chuyện này. Đó là một trong có thể bị phản ứng phụ về cái thuốc ngừa này. Hiện tại là họ đang coi rất là chi tiết về chuyện này. Theo của hãng Pfizer nói cho biết là họ không có người nào bị nhiễm về chuyện này hết. Họ đã test thử tới 3.000 trẻ em rồi và có nhiều chỗ đưa ra nói là kêu chích thuốc ngừa như vậy có thể là bắt buộc trường học phải cần chích thuốc ngừa của COVID-19 cho trẻ em. Theo của ông, FDA, ông nói, ông đang lo ngại khi mà ông là Yes cần thiết và chích thuốc ngừa, thì nhiều tiểu bang lại kêu bắt buộc phải chích thuốc ngừa ở trong tiểu bang của họ trong trường học và giống như trở thành là bắt học sinh phải chích thuốc ngừa rồi mới cho đi học nếu mà fda là yes và đối với tôi tôi không có đồng ý về cái chuyện mà bắt học sinh phải chích thuốc ngừa mới cho đi học Hiện tại cái bây giờ thuốc ngừa của Pfizer cho trẻ em từ 12 tuổi trở lên chết. Và trong cái số người mà từ 12 tuổi trở lên đó là có khoảng chừng 58%, ít nhất là chích thuốc ngừa được một lần rồi. Theo của CDC data, họ nói cho đài biết the stark regional disparities about 81% of kids older than 12 are vaccinated in vermont yeah ở bên vermont có khoảng chừng 81% những trẻ em từ 12 tuổi trở lên bên đó đã ti thuốc ngừa covid-19 at the west virginia that number is less than 35% ở bên west virginia ít hơn là 35% số người đã ti thuốc ngừa covid-19 mississippi tennessee and alabama mississippi tennessee và alabama đó là những chỗ trẻ em chích thuốc ngựa ít nhất ở trên hoa kỳ chích thuốc ngừa cho trẻ em không phải là riêng cho trẻ em được an toàn không và cũng bảo vệ cho những người lớn tuổi nữa và ngày hôm nay CDC cũng đưa ra cái update mới về cái guideline mà cho những người. Những cái người mà cần chích thuốc ngừa của con vật đại thiên đó, những người dễ bị bệnh, thì ngay ngày hôm nay là FDA đã cho tất cả những người đó có quyền chích thuốc ngừa có bước sửa sát thứ ba và theo của CDC nói cho biết họ cũng có thể chích cái thứ tư nữa. Trong lúc này về ngày lễ ở trên Hoa Kỳ sắp tới. Và những nhà chức trách họ hy vọng khi có thuốc ngừa cho trẻ em, cha mẹ sẽ đưa trẻ em đi chích thuốc ngừa để bảo vệ cho bản thân của trẻ em và còn bảo vệ cho nhiều người khác nữa và theo người chức trách nói cho biết tôi hy vọng là những trẻ em đã chích thuốc ngừa được bảo vệ hết cho tới kịp cái mùa Christmas năm nay mùa Noel đó.